Yeah.
là một thiếu sót lớn lao của con người sống trên trái đất. Hôm nay giữa mùa Vu Lan hiểu hành Phật lịch 2556, mùa của tấm lòng, mùa của trùng trùng ân nghĩa, của muôn vàng nhớ thương đã trở về khắp nơi trên mọi miền quê hương đất nước, cũng như trong trái tim của những người con Phật trên khắp thế giới. Tất cả quý vị bà con nội ngoại gần xa đang hướng tâm về các bậc tiền nhân phát nguyện kiến lập trai đàn để truy tiễn quả cổ chí vị hướng lên sám hối giải oan bạc đồ, trần tế âm linh cô hồn, để nguyện cầu người quả cổ sớm được siêu sinh tịnh độ và bà con còn sống được hứa thọ an long. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Việc làm này hợp tình hợp lý. Việc tổ chức trai đàn của các vị là việc làm rất hợp với đạo mà cũng rất hợp với đời. Tôi thay mặt Thiên Tôn Đức xin chân thành tán thán tất cả đạo tâm quý hóa và hiếu tình sâu đậm mà toàn thể quý vị đã thể hiện một cách rõ nét qua suốt chương trình đại lễ trai đàn này. Dưới đại quang minh của Tam Bảo, tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ tất cả quý vị thân tâm an lạc, hưởng thọ miên trường, để luôn luôn trọn hưởng những giây phút hạnh phúc an vui dưới bóng mát từ bi gia hộ của Đức Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sách có câu: cây trong cành cũng từ một gốc mà có, nước vàng dòng cũng từ một bồi mà ra, chim có tổ người có công, dược dục sanh thành cù láo đức trọng. Nhìn vào một cây đại thọ có trăm cành nghìn nhánh, những nghĩ trước kỳ cũng từ một gốc rễ mà phát sanh ra. Quan sát đó đây nữa có đục trong mầm ngọt khác nhau,
nhưng suy cho cùng cùng từ một người nguồn mà phá biệt. Và sự vàng vật chất cuộc đời nó đều có căng có công, thì có người chúng ta ai ai cũng phải có tổ tông, có ông bà cha mẹ sinh thành dưỡng dục mới có tổng thất này. Cơm ai mà sống, giống ai mà nên. Một lời nói từ ngàn xưa còn truyền lại, mới nghe qua thì còn càng rất dàng mộc mạc thô sơ. Nhưng nếu chúng ta biết bình tâm mà xét cho kỳ, thì đây là một bài học vô cùng cao quý mà ông bà tổ tiên chúng ta luôn luôn nhắc nhở mọi người phải nhớ đến cội nguồn, phải biết đến công sinh thành to lớn của ông bà cha mẹ. Hồi tưởng lại từ khi tôi mới mở mắt chào đời cho đến lúc lớn khôn, biết bao nhiêu bạc cơm no bụng từ đâu mà có, biết bao nhiêu mảnh áo che thân từ đâu mà thành. Đó chính là do những dòng nước mắt, những giọt mồ hôi mà ông bà cha mẹ chúng ta đã đổ xuống vì vì dài nắng dòng sương thức khuya dậy sớm buông vào bản thân để lo cho con cháu mình có được cuộc đời ấm no hạnh phúc. Những dòng sương ngọt ngào mà ông bà cha mẹ đã truyền trao cho con cháu, tiếng hát nụ cười ông bà cha mẹ đã ngồi cứu con cháu ngủ khi đời con cháu còn nhỏ bé nằm dưỡng dưỡng nôi. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ nằm nằm tân chảy thích đục cả năm. Chính những tiếng ru hời đó đã vang vọng giữa hư không, đã lan dần trong những đêm đông giá lạnh. Các đấng sanh thành từng thức suốt năm canh để đưa con cháu vào giấc ngủ an lành. Thế rồi những lúc con cháu trời trải gió, cũng chính là khi ông bà cha mẹ lo lắng suốt đêm thâu, ngồi gần bên cháu bên con, nhẹ nhàng đặt bàn tay dù hiền gò trán con cháu mình, miệng lắm trong khẩn vãi nguyện cầu mong sao cho con cháu sớm tai qua nạn vài tật bình tiêu trừ. Ngày con cháu được khôn lớn, ông bà cha mẹ đã bộ về nắm chặt lưỡi bàn tay con cháu, dẫn con cháu đến trường tìm thầy hoài bàn lo cho cháu cho con học chữ học nghề. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cha mẹ tiếp tục lo việc đình đời gà chồng chú cháu cho con, mong đời con cháu được xứng đôi xứng chùa để đời ông bà cha mẹ được nở mặt dạng mày với thiên hạ. Nỗi khổ này là chồng chất đến nỗi khổ khác, thế mà suốt cuộc đời ông bà cha mẹ không hề có một tiếng thở than. Cùng vì lần lần với cháu với con mà mãi bắt ông bà cha mẹ mình sớm biệt bà, xin gò trán ông bà cha mẹ sớm có vết nhăn nhau, rồi cuộc đời ông bà cha mẹ cũng sớm già hơn vì tuổi lão. Thế mà khi đời con cháu khôn lớn, thì lúc ông bà cha mẹ mình bắt đầu bước về với những ngày sẽ vọng, đến khi con cháu vươn lên với cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi, thì ông bà cha mẹ cũng đã đành chấp nhận một cái chết, mạn mạn ra đi không bao giờ gặp lại. Dẫn thân giữa cuộc đời, tất cả đã vì tiếp tục làm ông bà cha mẹ nuôi con nuôi cháu. Lúc đó đã vì mình càng thấu rộng vì tình thương và đức hy sinh cao cả mà ông bà cha mẹ đã dành hết cho cháu con. Cha nghèo có cảnh già rớt, nuôi con ăn học để thơm cuộc đời. Mẹ nghèo nóng rất tạ tơi, mong sao con trẻ vào đời yên thân.
Vì dừng nghĩ thôi được gửi còn bao nhiêu tình thương lai lặng. Một cuộc đời ông bà cha mẹ đã dành để cho cháu con. Canh ba chưa nằm mà canh năm đã dày. Đó là nỗi niềm háo hức âu lo. Một cuộc đời ông bà cha mẹ chúng ta đã quên đi kỳ hạnh phúc cá nhân mà đi nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con cháu trong gia đình. Vì vậy nhớ đến hình ảnh ông bà cha mẹ chính là hình ảnh thiêng liêng cao quý đã ban tặng cho con cháu hình hài, đã cho con cháu thì trí óc và phạt con tin. Ông bà cha mẹ đã cắt chiêu bọc bọc cho con cháu từ khi con cháu mới tưởng hình hình để rồi bước xuống cuộc đời bằng tất cả tình thương rộng lớn bao la. Từng bước đi của con cháu những cuộc đời này chính là những giọt nước mắt ông bà cha mẹ đã đổ xuống, biết bao nhiêu niềm vui buồn nặng cay xuống khổ của đời con cháu, cũng chính là trái tim của ông bà cha mẹ đã bật khóc bật cười. Con thành nhân chi mị, ông bà cha mẹ là nguyện hiến tặng cuộc đời con cháu học khốn khổ lòng lòng tháng. Ông bà cha mẹ nguyện cuộc đời theo con cháu để mà hộ về an vui chia sẻ cảm cay. Cho nên tình thương của ông bà cha mẹ vô cùng vô tận, đừng khi sinh lớn lao như trời cao biển rộng khó nghĩ tận cùng. Ông bà cha mẹ đã nuốt dòng lệ đắng cay khi nhìn hàng bữa bát cơm con chỉ là cơm hộp canh rau. Lòng ông bà cha mẹ cũng quằn thắt khổ đau khi nhìn thấy áo con cháu miễn vả miễn chồng. Ông bà cha mẹ đã đồng lưng với nắng bão mưa xa để mong đợi con cháu sớm tới nơi tới chốn. Nhưng ông bà cha mẹ cũng lòng khi phải đắng cay chua xót lòng ngồi khi thấy đàn con cháu ngộ nghịch bất hiểu tan và thế. Nhưng tấm lòng ông bà cha mẹ vẫn rộng lớn bao la như đại địa, tấm lòng đó vẫn sâu thẳm như lòng đất kia. Từ mặt đất sinh ra hoa thơm cỏ ngọt, nhưng từ mặt đất cũng sẵn sàng hứng chịu biết bao nhiêu bụi bặm nhớ bận rút xuống mặt đất, mà mặt đất cũng bao giờ từ chối thử thách. Tấm lòng ông bà cha mẹ đối với con cháu đức Phật vĩ như đại địa, đất rộng lớn như thế nào thì tấm lòng ông bà cha mẹ rộng lớn như thế đó. Lòng đất kia sâu thẳm như thế nào thì tấm lòng ông bà cha mẹ cũng sâu thẳm thẳm như lòng đất kia. Mặt đất mở rộng đón nhận hoa thơm trái ngọt, mặt đất cũng sẵn sàng mở rộng đón nhận mùi bẩn nhớ bẩn hàng ngày trút xuống mặt đất, mà mặt đất cũng từ chối. Chính tấm lòng ông bà cha mẹ chúng ta cùng mờ rộng đón nhận tất cả niềm vui con cháu đem về. Những lắm lúc ông bà cha mẹ cùng mờ rộng gần tấm lòng để đón nhận tất cả những đứa con cháu ngộ nghịch bất hiểu phạt bội. Ông bà cha mẹ không từ chối như mặt đất không từ chối bụi bặm nhớ bận rụt xuống. Chính nhờ tấm lòng đó mà cổ nhân đã nói một cha một mẹ nuôi chín mười người con, chín mười người con cũng nuôi tròn một cha một mẹ. Bởi vì sao? Vì cha mẹ nuôi con mà không tính toán, cha mẹ nuôi con mà không so đo, cha mẹ nuôi con mà không kể lệ thì con bao giờ. Chính vì cái tấm lòng lớn đó mà một cha một mẹ chân lấm tay bùn đưa đàn con dài đến bờ đến bờ. Vì thế cho nên nói đến công ơn và tình thương của ông bà cha mẹ
quả thật đúng như người xưa đã nói, vì con sống cha mẹ đã quên mình lắm rồi, vì con vui cha mẹ quên hết là buồn đau. Đời đắng cay cha mẹ nguyện dẫn thân vào, nuôi con lớn cha mẹ đã héo mòn và thân xa. Tất cả chúng ta là những người có Phật đường dùng đức mạnh đạo vàng. Đạo Phật là đạo từ bi, nhưng đạo Phật là đạo chỉ hiểu. Cho nên trong kinh Đức Phật là dạy rằng, phụ mẫu tại thiên như Phật tại thế, cha mẹ còn sống cùng như Phật còn sống. Ngài còn dạy tiếp, gặp đời cũng có Phật. Người nào mà khéo thờ ông bà cha mẹ, người đó cũng có phước chứ kịp thờ Phật tổ. Đức Phật là bậc siêu nhân, Ngài là đấng toàn giác và là một vị giáo chủ của một tôn giáo lớn trên thế giới. Nhưng mà giữa mắt Đức Phật, lúc nào Ngài cũng thấy ông bà cha mẹ là cao cả thiên nhiên. Điều đặc biệt nhất là Đức Phật của chúng ta không bao giờ khuyên mọi người chỉ thờ Ngài mà đừng thờ ông bà cha mẹ. Ngài cũng không dạy tín đồ là chỉ nhớ tới Ngài mà đừng nhớ tới ông bà cha mẹ. Chỉ trong lúc Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, vừa nhờ phúc tiếp dời Bồ Tát, Đức Phật đã mở đầu với một lời căn dặn phát biểu rằng, hiểu thuật phù mẫu, hiểu chân lý giới. Ai mắng người có hiểu về ông bà cha mẹ, chính người đó là giữ giới của Phật. Ai mà ấm ngờ bất hiểu phạt bồi với ông bà cha mẹ, chính người đó đã vi phạm vào một giới luật của đạo Phật. Bởi vì rõ ràng đối với tinh thần Phật giáo chúng ta, hiểu đạo là một pháp môn. Người nào có hiểu về ông bà cha mẹ, chính người đó đã tu theo đạo Phật. Trái lại người nào nhân danh mình là Phật tử mà ấm ngờ bất hiểu phạt bồi với ông bà cha mẹ, người đó giàu đứng gần với Đức Phật biết được và còn cách xa Đức Phật đến gần nghìn trùng trùng trùng. Bởi vì sao? Vì Đức Phật của chúng ta không bao giờ khuyên mọi người không ơn bồi nghĩa bất hiểu vì ông bà cha mẹ. Vậy thì với cái nhìn sâu xa của một bậc giác ngộ, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thấy rằng cái cuộc đời này, tình thương của ông bà cha mẹ đối với con cháu, đây là thứ tình thương đầu tiên của cuộc sống. Tình thương đó thiêng liêng bất diệt, nó có mặt về cuộc đời từ thổ hồng hoa. Nghĩa là khi có người xuất hiện trên cái đất, khi đó là có tình ông bà cha mẹ thương con thương cháu rồi. Tình thương nào rồi là một ngày khoái lạc qua năm tháng thời gian, tình thương nào rồi là một sẽ mai một qua không gian xa cách. Chỉ có tình ông bà cha mẹ thương con thương cháu, rồi còn lại có thời gian vô tận, nó bất diệt diệt không gian vô cùng. Bởi vì ông bà cha mẹ mình giàu già hơn trăm tuổi vẫn còn thương đứa cháu đứa con 80 tuổi. Và cùng với cái nhìn của Đức Phật thì Ngài thấy rằng cái cuộc đời này không có một đức hy sinh nào có lớn có bằng sự hy sinh của ông bà cha mẹ đối với con cháu. Ông bà cha mẹ đã quên đi cảnh đói khát lầm than xảy đến với mình, mà chỉ lo con cháu lâm vào cảnh đói khát lầm than. Trải qua biết bao nhiêu giai đoạn chiến tranh tên bay đạn lạc, hay cũng có những lúc hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chính ông bà cha mẹ chúng ta đã ân tình bạc cháu, nhường bát cơm cho con cháu mình nó bụng. Ông bà cha mẹ đã mặc chiếc áo rách, nhường chiếc áo lành lại cho con cháu được tổng thất. Suốt cuộc đời ông bà cha mẹ thấy trực tay trèo, quần thì sắc tới gối,
bấy thì nội dân sống qua những cuộc đời mưa gió bão cùng. Thế mà lúc nào một con trần mọc giữa áo bạc màu sườn vai, kiếm ra được đồng tiền, vội vàng ra ngoài chợ mua sắp vải mới, về mái hồ ở vùng còn thơm cả sợi chim, đem cho con cháu mặc vào sẵn thì bạn bè thiên hạ. Nhiều khi ông bà cha mẹ mình ngồi bên tô cơm nguội bát canh rau, đôi dòng nước mắt đổ trên gò má tủi hờn đốt thân phật. Nhưng mà kiếm được đồng tiền thì đi mua món món vật là đến về mà bồi dưỡng giúp động thân con cháu. Ông bà cha mẹ không thể nào ấm no bụng khi thấy con cháu mình gắng đổi. Ông bà cha mẹ chẳng bao giờ ngủ được ngon giấc khi thấy con cháu mình đáng thương. Ông bà cha mẹ đã quên vì nguy hiểm sẽ tới vì đời mình mà chỉ lo cho con cháu lắm vào cảnh nguy hiểm. Ông bà cha mẹ đã quên vì chết sẽ tới vì mình mà lo đêm lo ngày sợ con cháu lắm vào cảnh chết chắc mà thôi. Cho nên bởi vì tình thương và đức hy sinh của ông bà cha mẹ, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã dạy rằng nếu có người nào đụng cây trên rừng để làm việc, lấy trước ngoài miệng để làm mực, lấy mặt qua các bìa cầu này để làm giấy, rồi nhiệt mà công ơn và tình thương của ông bà cha mẹ cũng không bao giờ cùng thật. Một lời dạy xuất phát từ kim khẩu của một bậc giác ngộ cách đây gần 3.000 năm lịch sử đã trôi qua. Hôm nay thông điệp hiểu hành đó vẫn còn vang vọng khắp năm châu bốn biển, nhắc nhở những ai còn quên ông bà, quên cả cha mẹ, còn nhìn ông bà bằng cặp mắt xa lạ, còn xem ông cha mẹ chẳng khác nào những người cách lạ quá đường. Hãy mau mau nhìn lại ông bà cha mẹ chú kỳ, thương ông bà cha mẹ chút nhiều. Kiểu một ngày mãi đây lượt ra ông dương xa cách sanh tử hai đường, làm con lập cháu mà ăn năn hối cải cũng không còn kịp nữa. Tất cả chúng ta là hàng đệ tử của Phật, dầu xuất gia hay tại gia, chúng ta luôn luôn nguyện vì đức Phật và chúng ta rằng dầu vật có đổi sao có dời, dầu non còn mòn biển một càng, thì lòng hiểu thạo của người con cháu đối với ông bà cha mẹ mạn mạn khắc bộ ghi tâm, còn lại chúng trí ốc lưu mãi trong con tim, sống xứng đáng là những người con hiểu cháu hiền khi ông bà cha mẹ còn sống trên thế gian, và mãi mãi là những người con cháu chỉ tình chỉ hiểu dầu cho ông bà cha mẹ đã cất bước ra đi. Không ai đổ xuống đất này cho đàn con cháu ngày càng sạch tươi, công đó là công của ông bà cha mẹ chúng ta. Cho nên làm con làm cháu cũng phải nguyện với ông bà cha mẹ chúng ta rằng trăm năm bia đã thì mòn, ngàn năm bông niệm vẫn còn khắc ghi. Bia đã quá thời gian đã sẽ mòn mỏi, nhưng mà bông niệm con cháu mãi mãi khắc ghi ơn sâu nghiệp cả và suốt cuộc đời ông bà cha mẹ đã ban tặng với chúng ta. Chính trong tinh thần ý nghĩa đó, hôm nay mùa thu trở lại, gió thu hiu hắt, lá vàng rơi lá đạp đỏ đây, lá từ trên cây nó rơi xuống cội, lá còn tìm về cội, thì cùng chính trong mùa thu mà ngày xưa Đức Mục Kiền Liên đã biến mùa thu thường lệ trở thành một mùa thu giải thoát, một mùa báo hiếu vũ lan. Cho nên tất cả chúng ta giàu sống ở đâu đi nữa, giàu hoàn cảnh sinh hoạt ra sao,